Chào quý vị và các bạn. Thì thực tế khi mà mình đi tham gia các cái sự kiện hoặc các đám tiệc thì mình sẽ thấy rằng là có những cái dàn loa đó nó đánh công suất rất là mạnh và nghe âm bát và nó rất là uy lực, và khi mình hát thì mình cảm thấy rất là sướng, đã tai. Thì có nhiều khách hàng cũng hỏi về bên em rằng là để lựa chọn những cái cặp loa bát như thế nào để cho nó uy lực khi mà mình nghe ở trong âm thanh gia đình. Thì thực tế là đối với các âm thanh của ngoài hội trường thì họ đang sử dụng một cái loại chủ yếu nhé, là dùng màng loa mà dạng gân vải các bạn nhé. Đó. Thế thì trong quá trình tư vấn cho khách hàng thì bên mình vẫn nói rằng đối với cả âm thanh của gia đình ấy, và những dòng âm thanh high-end ấy, thì cái việc mà sử dụng cái gân vải ấy, loa bát gân vải thì nó đánh công suất phải rất là lớn thì nó mới phát huy được công lực của nó. Còn đối với âm thanh gia đình mình mở những âm nhạc nó vừa vừa mà vẫn có uy lực thì các hãng sản xuất loa đối với cả âm thanh gia đình ấy, thì đều sử dụng cái dạng là loa bát màng gân cao su các bạn nhé, màng gân cao su đấy, nó có cái độ đàn hồi rất là tốt. Ví dụ như là các bạn thấy những cái dòng loa Bose hoặc là dòng loa phổ thông, dòng loa BMB đó, thì gần như 100% họ sẽ sử dụng đều các cái dòng loa gân súp này hết đấy. Thì đặc điểm tại sao lại như vậy, vì là thứ nhất là đối với cả cái đặc thù mà âm thanh của gia đình ấy, thì mình thường là mình mở công suất không quá lớn nhưng mà cái bát nó vẫn sẽ xuống được rất sâu. Thì đặc biệt cái thằng 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 loa mà bát mà gân cao su này nó làm cái việc đó, độ đàn hồi của nó rất là tốt và bát nó xuống rất là sâu, nó cắt được tần số thấp thấp hơn rất nhiều so với cả loa gân vải đấy. Dù mình mở những cái đoạn công suất nó vừa vừa nho nhỏ thôi nhưng mà cái tiếng bát nó vẫn ấm, và cái phần nó cho cái phần lời ca tiếng hát của nó rất là bay bổng và ngọt ngào, âm bát thì rất là uy lực đó. Thì đấy là những cái ưu điểm nổi trội của cái dòng 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 gân súp các bạn nhé. Đó, nó gân súp. Nhất là dòng loa gân cao su đó này thì nó có cái độ đàn hồi rất là tốt các bạn nhé, độ đàn hồi rất là tốt, giải tần cắt xuống rất là sâu, hát rất là ấm và uy lực đúng không. Thứ hai là có khả năng mở công suất rất là nhỏ nhưng mà nó cắt được tần số thấp đó, cho nên khi là mình mở nhỏ nhưng mà cái tiếng bát nó cũng rất là cực kỳ là uy lực các bạn nhé. Thứ ba là mình liên quan đến cái hãng của nó, đối với các hãng nổi tiếng như là dòng loa Bose hoặc BMB thì gần như 100% họ sử dụng cái loại gân cao su này nhé các bạn nhé. Dòng này thì khi mà bạn muốn nghe nhạc vàng thì nó tiếng nó ấm và nó cho cái âm thanh rất là ngọt ngào, hỗ trợ âm trung, nó tiếng lời ca tiếng hát nó rất là ok các bạn nhé. Đó, đấy là bốn lý do mà các bạn nên sử dụng mà cái màng gân súp. Đặc biệt là các bác nghe nhạc vàng, nhạc nhẹ hoặc nhạc bolero thì các bác cứ phải loa bát và màng gân cao su như này cho em các bạn nhé.